Em chào các anh chị đến với cái buổi chia sẻ của UiPath Community Việt Nam. Thì rất là cảm ơn các anh chị đã tham gia rất là đông vào cái buổi hôm nay. Thì đây là cái buổi đầu tiên mà em tổ chức ở trong năm 2023 này. Cũng cũng là một thời gian dài rồi thì em mới tìm ra một cái ý tưởng gì đấy để mà chia sẻ lên cho các cộng đồng các anh chị. Thì em tên là Hải, em đang công tác tại công ty Thì cái chủ đề ngày hôm nay của mình á thì mình sẽ làm tương thích với giữa UiPath và một cái công cụ đang rất là hot trên thị trường, đó là thằng ChatGPT. Thì và mình cũng sẽ đi qua một vài các cái bước để mà mình cài đặt cơ bản, và đồng thời sẽ có hai cái use case, hai cái ví dụ mà mình có thể áp dụng được trong công việc. Thì hy vọng là cái buổi hôm nay của em có thể mang đến một vài cái ý tưởng hay là vài cái kiến thức gì đó cho các anh chị. Em rất là cảm ơn các anh chị. Rồi, thì trong buổi chia sẻ thì nếu mà các anh chị mình có câu hỏi hoặc là có gì mà chưa hiểu á, thì cứ thoải mái nhắn lên em ha, hoặc có thể là mình mở mic lên mình nói luôn trực tiếp cũng được. Thì em muốn là cái buổi chia sẻ của hôm nay mình nó mang tính hai chiều, không có gì thắc mắc cứ hỏi và có thể dừng em lại bất cứ lúc nào. Rồi, em xin cảm ơn ha. Rồi, em sẽ share cái màn hình của em. Ok. Rồi, các anh chị nhìn thấy màn hình của em không ạ? Các anh chị chắc lên thử xem. Không biết là thấy được màn hình em share không? Ok, rồi. Em cảm ơn anh Đạt nha. Rồi, thì chắc là mình sẽ bắt đầu với cái và cái thông tin cơ bản trước một tí. Thì như các anh chị đã biết là ChatGPT mình được ChatGPT được phát triển bởi cái công ty OpenAI. Đây là một cái phòng lab nghiên cứu và đang gây hot trong cuối năm vừa rồi đến đầu năm nay. Thì cái chủ đề ngày hôm nay của mình sẽ gồm 5 phần. Đầu tiên là em sẽ chia sẻ qua một sơ lược về OpenAI và ChatGPT nếu các anh chị nào mà chưa có cơ hội tìm hiểu. Thứ hai nữa là mình sẽ đến một vài các cái gọi là một vài các cái thế mạnh, một vài các cái lợi ích của ChatGPT có thể mang lại. Thứ ba là mình sẽ đi đến một vài những cái bước gọi là mình liên kết cơ bản giữa UiPath và ChatGPT. Thứ tư là một vài cái use case mà em nghĩ rất là thực tế. Và thứ năm thì một vài các cái dịch vụ thêm. Và nếu chúng ta có thời gian á, thì mình có một vài câu hỏi quiz và em sẽ có một phần quà dành cho người chiến thắng cái giải quiz đấy. Ok ha. Rồi, thì đầu tiên là về OpenAI. Đây là một cái phòng lab chuyên về AI, trí tuệ nhân tạo của Mỹ. Đó. Thì hiện tại thì theo em nhớ là được Microsoft đầu tư rất là nhiều tiền cho cái OpenAI này, mua lại rất là nhiều tiền. Thì một vài các cái sản phẩm mà các anh chị mình có thể thấy của hoặc là có thể gọi là thử sử dụng của OpenAI như là ChatGPT, DALL-E 2, Whisper Alignment. Đấy. Thì các anh chị mình có thể em nhớ là hiện tại thì nhớ nó vẫn đang để miễn phí, thì các anh chị có thể thử sử dụng những cái sản phẩm này thử của thằng OpenAI này. Đó. Hôm nay thì mình chỉ đi vào một cái sản phẩm của nó là cái thằng ChatGPT thôi. Đó. Hiện tại thằng này cũng là đang miễn phí. Ok, thì như cho những ai chưa biết thì ChatGPT á nó là một cái mô hình ngôn ngữ mà dựa theo cái kiến trúc Transformer. Thì nó có thể là tương tác nói chuyện giống như là con người vậy, vì nó đã được đào tạo qua một cái bộ dữ liệu rất là lớn.
cái bộ dữ liệu rất là lớn, và dùng rất là nhiều các cái thuật toán về trí tuệ nhân tạo để mà học học ngày học ngày học đêm, và cuối cùng cho ra một cái con chat với khả năng giao tiếp hoàn toàn giống như con người. Đấy, rất là hay và rất là mạnh. Đấy, nhiều khi em thấy nó còn có thể giải những cái bài tập khó, có thể làm được những cái những cái nhiều cái bài bài coding ấy, bài toán coding rất là khó, thì thằng ChatGPT rất là hay. Không, không biết ở đây các anh chị nào đã đã mở và sử dụng tài khoản ChatGPT chưa? Ai ai đã sử dụng rồi thì các anh chị mình có thể comment lên ha. Có thể comment là đã dùng rồi. Thì hiện tại ChatGPT á thì nó vẫn đang chưa có ở, tức là ở thị trường Việt Nam nó có cái phiên bản Plus, đấy, phiên bản trả phí đấy. Đấy. Thì sử dụng được trên ở Việt Nam, còn không thì các anh chị sẽ phải tạo tài khoản ở nước ngoài để mà dùng cái bản miễn phí. Nó chỉ giới hạn một số nước thôi. Và cái model em đang nói chia sẻ đây đó là GPT-3 đấy. Generative Pre-training Transformer. Thì đây là một cái model mà gọi là thằng ChatGPT nó dựa trên cái model này để mà nó giao tiếp với mình. Đó. Thì hiện tại nha, hiện tại AI á, nó chỉ mở cái API cho cái thằng model GPT-3 này thôi là miễn phí. Còn cái nếu mà muốn sử dụng cái API á, tức là mình kết nối một API á, vào cái thằng chat GPT trực tiếp á, thì hiện tại thì nó chưa có mở miễn phí ra, nó chỉ giới hạn một vài các cái phòng nghiên cứu hay một vài số các cái đối tác riêng của OpenAI thì mới được sử dụng. Đấy. Thì mình sẽ chủ yếu mình sẽ chơi đùa với lại là cái thằng GPT-3 này. Đấy. Đấy, đây là cái mô hình của ngày hôm nay của mình. Ok. Rồi, thì một vài các cái gọi là vài cái ứng dụng của thằng ChatGPT. Đấy. Thì ở đây là có thể là gọi là tạo nói chuyện, trả lời câu hỏi, có thể nhắn tin các kiểu. Đấy, và dịch dịch thuật. Thì không biết là các anh chị nào có một vài cái ý tưởng nữa thì có thể comment lên cho em biết thêm một vài ý tưởng nữa đi ha. Cho để cho chị 1 2 phút nếu mà có những cái ý tưởng nào mà trong suốt thời gian vừa rồi các anh chị đã khám phá hoặc là chơi đùa với ChatGPT rồi mà chưa có trong cái slide này thì chị có thể chat lên ha. Em mở qua chat coi thử mình có cái thông tin gì không ha. À, có anh Thịnh nhắn là rồi. Có cái câu có cái có cái ứng dụng nào hay mà anh chị mình cảm thấy trên này nó chưa có không? Anh chị có thể liệt kê vào. Và không biết là nếu mà anh chị đã dùng rồi ấy, thì cái chức năng nào mà gọi là cái tính năng đi, cái tính năng nào mà anh chị cảm thấy là nó hay nhất trong những cái tính năng này. Cá nhân em nha, em nói em chia sẻ trước là cá nhân em cái tính năng mà cuối cùng tức là tính năng tóm tắt ấy, em được dùng em dùng khá là nhiều. Thì có một vài các cái văn bản mà nó dài dòng quá, em cũng lười đọc, thực sự em lười đọc nên là mình nhờ nó tóm tắt lại thành một đoạn ngắn thôi thì nó giảm mình khá là nhiều thời gian. Đấy, thì em rất là thích cái tính năng mà nó có thể tóm tắt lại được. Đấy. Thì không biết là anh chị mình hay dùng tính năng nào nhất và đánh giá cao cái tính năng nào của thằng ChatGPT này nhất thì có thể chat vào. À, em có thấy câu chia sẻ của anh Học
đúng không? Anh học có thể tạo ra các data mẫu và dùng cho nghiên cứu khoa học. Anh Đạt có chia sẻ là mình có thể tìm kiếm thông tin. Còn anh Thịnh có chia sẻ là sửa bức nhanh hơn là hỏi Google. Dạ vâng, khá là hay. Em hỏi thêm một tí nữa là anh học có thể chia sẻ là data mẫu của mình đây là cái loại data gì ạ? Email. Dạ vâng. Okay. Nó có thể tạo ra những cái email mẫu theo cái chủ đề mình mong muốn đúng không? Theo em hiểu là như vậy. Ok, rồi em cảm ơn anh Học, anh Đạt, anh Thịnh ạ. Dạ rồi. Ok. Rồi. Ở đây nó có một vài mình sẽ nói thêm một chút về những vài cái tính năng gọi là vượt trội so với những cái chatbot khác ở trên thị trường. Thực ra thì trên thị trường có khá là nhiều các cái con chatbot nó sử dụng AI và nó cũng có những cái tính năng tương tự. Nhưng mà tại sao thằng này nó lại gây sốt? Thì đây là có 6 cái gọi là cái yếu tố mà em thấy là đánh giá cao thằng ChatGPT hơn là những cái thằng chatbot có sẵn trên thị trường, mặc dù đều cũng là AI chatbot như nhau cả. Thì cái đầu tiên á, là cái chất lượng của cái test, cái văn bản nó đưa ra là khá là tốt. Nó tốt hơn, chắc là vì nó được train nhiều nên là nó vẽ tốt hơn. Thứ hai nữa là cost efficient, tức là cái thằng này em thấy hiện tại nó đang miễn phí. Thì cái này thì chắc là về lâu về dài mình cần phải xem xét lại nếu mà trong tương lai nó có bắt tính phí hay không. Nhưng mà hiện tại thì em thấy nó khá là dễ dàng tiếp cận, rất là hiệu quả. Thứ ba nữa là cái lượng vốn từ nó dùng nhiều, cũng tương tự như cái đầu là cái lượng kiến thức vào nó nhiều. Thứ tư á, là tốc độ xử lý nhanh, cái này em rất là hay, tức là gần như mình chỉ cần mất tầm khoảng cỡ vài giây thì nó đưa ra câu trả lời rồi. Và cái thứ năm thứ sáu là dễ dùng và linh hoạt, thì đó là em thấy những cái điểm vượt trội hơn so với những cái con chatbot AI khác mình đang có. Ok rồi, thì thằng OpenAI thằng OpenAI nó sẽ có một vài các cái gọi là một cái app ấy, nó cho phép mình tương tác, mình có thể vui kết nối, có thể mình có thể là gọi là chơi với lại những cái model AI này. Thì đây là các chị có thể vào cái trang chủ của thằng app thằng OpenAI để mà mình khám phá thêm cái này. Ok, như vậy là hết cái phần giới thiệu tổng quan cũng như là một vài cái chức năng, cũng như là vài cái điểm ưu việt, tính năng ưu việt của thằng ChatGPT. Thì bây giờ mình sẽ đến với lại là cái mục là UiPath. Thì bây giờ cái chủ đề hôm nay là OpenAI rồi, thì mình sẽ kết hợp với UiPath như thế nào. Thì UiPath nó cũng khá là mở trong cái việc là mình có thể tương tác với những cái phần mềm khác hay những cái app khác bằng cách sử dụng API. Đấy, tức là hai bên đều mở thì mình có thể tương tác với nhau qua sử dụng AI. Đấy. Nhầm API, sử dụng API. Đấy. Thì hôm nay mình sẽ tập trung vào cái cách này là mình giao tiếp qua cổng API. Đó. Thì theo như em được biết ha, theo nhận biết thì các cái công thực ra là RPA mình có khá là nhiều các cái công cụ khác nhau, không chỉ mỗi UiPath. Thì những cái công đa số những cái công cụ RPA á, thì cũng như UiPath thì mình phải tương tác với thông qua cổng API. Nhưng mà riêng cái thằng Power Platform, Power Platform thì nó có cái connector, vì đều là sản phẩm của thằng Microsoft cả mà. Thì thằng Power Platform nó có cái connector, nó có thể giao tiếp trực tiếp với lại thằng ChatGPT luôn. Đấy, thì nó tiện hơn, nó linh hoạt hơn là mình sẽ thông qua cổng API này. Đấy. Thì
Nếu mà anh chị có thể, nếu mà chị dùng Power Automate thì sẽ thấy được cái connector đấy. Thì chứ hiện tại thì những cái platform khác chưa có connector. Hoặc là nếu mà em chưa biết, có thể là em chưa biết là những platform API khác có được connector chưa, nhưng mà hiện tại chị mới thấy mỗi thằng Power Automate thôi. Thì nên là mình sẽ sử dụng là API. Còn nếu chị nào biết được cái nào hay hơn thì có thể comment vào. Thì nhắn lên cho em ha. Rồi, thì làm sao để mà mình connect? Thì đây là cái hướng dẫn cài đặt căn bản. Thì cái này các em các chị có thể tham khảo một vài cái nguồn trên internet, và em cũng sẽ làm lại nhanh cho các chị mình theo dõi. Mình sẽ làm theo từng bước như thế này. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn ha. Mình sẽ đi nhanh, mình sẽ cùng nhau làm qua cái bước này để mà mình thử connect thử. Rồi, thì nó sẽ gồm 4 bước. Ok, gồm 4 bước. Rồi, bước đầu tiên á thì mình sẽ tạo tài khoản OpenAI trên cái website OpenAI. Thì các anh chị mình vào cái thằng OpenAI. Đấy, anh chị mình tạo cái tài khoản ở đây. Đấy, thì như em là em có tài khoản rồi. Như em thì có tài khoản rồi. Đấy, thì em chỉ cần đăng nhập thôi. Còn các anh chị nào mà chưa có tài khoản á thì có thể mình tạo tài khoản ở đây ha. Tạo tài khoản ở đây. Đấy, mình tạo tài khoản nhưng mà lưu ý ở đây thì nếu mình dùng phiên bản miễn phí á, thì nó vẫn chưa chưa có sẵn ở trên thị trường Việt Nam, nên là mình sẽ cần phải sử dụng số điện thoại của ai đó ở cái khu vực ở nước ngoài, ở cái khu vực mà nó cho phép dùng miễn phí để đăng ký, hoặc là có thể bỏ tiền ra mua một vài cái tài khoản ở trên mạng. Em thấy cũng có mấy cái dịch vụ nó bán đấy. Như em thì em sử dụng một cái SIM ở bên nước ngoài để mà em đăng ký. Rồi, thì đây là mình đã vào được cái trang chủ của thằng OpenAI. Rồi, thì ok, thì mình sẽ ok, mình sẽ tạo vào đây ha. Rồi, ở đây thì em cũng mở sẵn một cái thằng UiPath, em mở sẵn một thằng UiPath để mà mình tương tác với nó. Thì để mà mình sử dụng cái thằng API này á, thì thằng UiPath mình á, cũng cần phải cài cái package là web API. Sao nó API nó không có dấu chấm và cũng không có dấu cách, nó viết liền web API. Mình sẽ cài đặt cái phần này vào. Rồi, qua bên thằng này thì mình sẽ cần tạo một cái gọi là API key. Thì mình sẽ tạo một cái API key. Đấy. Thì các anh chị mình sẽ tạo một cái API key ở đây. Bấm nút tạo mới này, thì nó sẽ cho mình ra một cái API key. Và các anh chị lưu ý là cái API key này nó chỉ xuất hiện một lần, nên là mình sẽ lưu lại ha. Mình không có mình sẽ lưu lại ở ở ngoài. Chứ mình bấm bấm OK là nó sẽ mất. Đấy. Thì em sẽ quay lại thằng UiPath để em tạo một cái biến tên là API key và nhét cái biến nó vào. Em nghĩ cái bước cài đặt này khá là dễ và nó cũng khá là
phổ biến trên mạng. Không biết là các anh chị nào đã thử chưa, đã thử kết nối giữa hai cái thằng này bằng API chưa? Nếu các anh chị dùng rồi thì có thể share lên ha. Vừa rồi thì em thấy là Acabot ấy cũng có một cái video hướng dẫn kết nối cũng khá là hay. Em cũng có xem một vài các cái video của Acabot, cũng kết nối tương tự qua cổng API vào, và mình có thể giao tiếp được với thằng OpenAI. Ok, rồi. Tạo một cái biến trước ha, API key. Rồi. Em sẽ pass cái giá trị mà em mới copy này vào. Ok, thì cho nó vào đây ha. Rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ dùng cái cổng HTTP request. Ok, mình sẽ rồi mình sẽ sử dụng cái này ha, mình sẽ sử dụng cái này. Rồi, ok, như vậy là bước mình đã lấy được cái bước cái API key này. Rồi rồi tiếp theo bước số 3 của mình á, thì mình sẽ cần phải cài đặt cái link queue vào. Thì link queue các bạn, các anh chị mình dễ hiểu là nó giống như một cái API mà mình sẽ làm việc nhiều với lại những cái JSON object, nên là mình sẽ cần cái link queue này vào. Thì em sẽ import cái link queue này vào. Thì anh chị vào cái phần import thì mình sẽ gõ cái thằng là Newton JSON link queue. Rồi mình sẽ add cái thư viện này vào ha, thì nó đã vào đây rồi. Ok. Rồi, đây như vậy là mình xong bước số 3. Rồi, bước số 4 là mình sẽ cần mở cái thằng OpenAI, cái trang chủ nó ra, nhưng mà mình sẽ vào cái phần là completion. Thì ở đây nó sẽ có những cái những cái những cái những cái địa chỉ để mà mình post API của mình vào. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào cái thằng là OpenAI, đúng rồi. Vào đây đúng rồi này. Documentation ha. Mình vào cái thằng completion đó. Đây, completion đây ha. Rồi, completion đây. Thì đây là những cái cấu trúc của một cái request HTTP mà nó cho mình sẵn. Đây, mình có thể tham khảo cái cấu trúc này. Các chị có thể tham khảo cấu trúc này. Đấy. Rồi, thì mình sẽ làm nhanh chóng, mình làm theo thôi. Chỉ đơn giản mình làm theo thôi là được. Đầu tiên là cái URL. Chưa copy được. Rồi, tiếp theo là mình sẽ dùng cái lệnh là post ha. Rồi. Ok, như vậy là xong cái thằng này. Tiếp nữa là mình sẽ gắn những cái header này vào. Đấy, mình sẽ gắn cái header này vào. Đấy, thì ở đây nó có hai cái header, thì mình sẽ gắn hai cái header vào đây. Đấy, mình sẽ tạo hai cái header gắn vào. Đấy, copy vào thôi. Rồi. Thì chỗ này là mình thấy có cấu trúc đó là dự trữ bearer dấu cách và cộng với cái API key, thì mình cũng sẽ làm tương tự là chữ bearer dấu cách và mình sẽ cộng với lại là cái API key, tức là cái biến mà mình đã tạo hồi lúc đầu. Như vậy là xong cái phần header. Ok ha. Tiếp theo là phần body. Body thì mình sẽ học theo cái body ở đây. Đấy, mình sẽ làm theo cái body ở đây ha. Mình sẽ thay cái body ở đây. Body, phần body đâu rồi? Đây. Mình sẽ sử dụng cái này. Đấy. Tuy nhiên thì mình cần phải biến đổi một tí, vì mình đang dùng VB
và mình sẽ là làm việc với lại là JSON object, nên là mình sẽ biến động một tí. Rồi, mình sẽ bị cái phần này bỏ vào đây. Ok ha. Rồi, bị vào đây. Và mình cũng cần phải đổi cái này lại tí. À, chỗ này sẽ là một cái sẽ là một cái biến. Ví dụ như em sẽ có một cái biến chưa tạo cái biến. Rồi. Câu hỏi mình sẽ bỏ vào đây. Rồi, tiếp theo là cái này ha. 7. Ok. Rồi, cái chỗ này em sẽ cho nó 500. Đấy. Thì em sẽ giải thích một tí là vì sao cái mass token này mình sẽ để 500. Thì ở đây thì ở đây là cái thằng OpenAI á, như mình thấy cái mass token này này nó sẽ là đại diện cho cái con số cái số cái token tối đa mà API nó sẽ trả về. Thì token ở đây đơn giản mình hiểu đó là cái chữ, số chữ. Thì mass token á tức là số chữ tối đa nó sẽ trả về. Nếu mình đặt cái số này càng lớn á thì cái đoạn văn nó trả về càng nhiều, vì nó đang dùng cái cơ chế là tokenization của thằng OpenAI đấy. Thì đây là một cái ví dụ của cái token ha. Đấy, nên là mình sẽ để cái con số này lớn để mà mình trả về cái lời trả lời, câu trả lời nó được dài hơn, được rộng ra tí. Đó. Và cuối cùng là rồi tôi rồi để kiểm tra lại coi còn cái gì nào không, chắc là hết rồi đúng không? À, tải một cái biến cho cái thằng câu question đi ha. Cái này mình cho thành cái biến question. Hình như cái này là mình sao nó bị cái lỗi này nhỉ? Ok. Rồi. Rồi, ok nó cho nó vào đấy được rồi. Ok. Rồi ha. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần mà mình gọi là mình call API cho bên cái thằng OpenAI. Thì bây giờ mình cần phải xuất kết quả ra nữa. Ok, thì em sẽ có một cái response content và một cái response status. Response status. Đấy, để mà mình trả về có kết quả nó như thế nào. Rồi mình sẽ lock một cái lock ra cái input ha, cho một cái input vào. Rồi cái này mình sẽ đặt câu hỏi vào ha.
Rồi, biến chỗ này là biến question. Rồi, chỗ này là biến question. Đây là cái câu hỏi mình đặt vào. Đấy. Thì nó sẽ trả về cái tí nữa nó sẽ trả ra cái câu trả lời nó đâu rồi. Câu trả lời ở là cái response content và response status tính là cái tín hiệu nó có được hay không. Thì em cũng lock ra cái tín hiệu. Message. Đấy, mình sẽ lock ra cái tín hiệu. Rồi, ok. Và vì cái và tiếp theo mình sẽ làm gì? Ok. Và tiếp theo đây là cái câu trả lời. Thì câu trả lời của thằng cái request nó trả về á, nó sẽ dưới dạng một file JSON rất là lớn như thế này. Rất là sợ lớn. Và cái câu trả lời của mình á, nó sẽ nằm trong chỗ cái dòng test này, cái dòng test này. Trong cái thẻ hả? Nó trong trong cái dòng test này thì muốn vào được đây á thì mình cần phải pick cái bộ join này ra, tức là cái bộ lớn hơn nó, sau đó tiếp theo là mình sẽ pick cái phần test này. Đấy. Như vậy là mình sẽ lấy cái kết quả ra. Mình sẽ chỉ lấy cái phần phần choices này thôi và cuối cùng là mình sẽ lấy cái test này ra. Đó là câu trả lời. Thì mình sẽ lấy bằng cách sử dụng cái deserialize 2 lần. Đấy, mình sẽ làm 2 lần cái deserialize này. Thì file JSON và 1 lần array. Cho cái rồi, thằng này nó sẽ cho ra một cái biến ha. Và cái loại biến chỗ này của nó là thằng Newton link queue. So. Mình sẽ cho ra cái thằng này là DJ object. Choices. Rồi, và mình sẽ và mình sẽ get cái câu trả lời ra. Assign. Này, chúng ta có biến là rồi, cho ra một cái biến array ha. Và mình sẽ lấy cái phần tên là text. Rồi, như vậy là mình sẽ lấy được cái câu trả lời ra. Ok. Và mình sẽ log message ra. Mình sẽ pop up cái câu trả lời ra, câu answer ra ha. Ok, rồi mình sẽ test thử. Như vậy là mình đã hoàn chỉnh xong rồi đấy. Mình sẽ test thử cái mô hình kết nối đơn giản này thử.
như thế nào? Thì theo như em kinh nghiệm em dùng nha. À, thì mình đặt một câu hỏi ha. What is RPA ha? Coi thử nó có trả lời như thế nào. Thì theo như em quan sát và hay dùng thì em thấy tầm khoảng cỡ tầm giờ chiều. Đấy. Thì cái robot nó hay bị nghẽn. À, nhưng mà hôm nay thì rất là may mắn thì nó không bị nghẽn. Thì mình đã có được câu câu trả lời là RPA là một cái đây này là robot robotic process automation, đấy là một cái công nghệ cho phép là tự động. Đấy. Thì như vậy là đó là cái cách là mình đã kết nối xong bằng API giữa thằng UiPath và thằng OpenAI. Ok. Đấy. Thì đây là những cái bước mà mình có thể làm theo em để mà có thể là kết nối được. Rồi, mình sẽ đến với cái chủ đề tiếp theo là use case. Thì trước khi đến với chủ đề use case thì không biết các anh chị mình có câu hỏi gì không? Cũng là em nghĩ là nếu mà các chị nào mà đã làm quen với lại là API rồi ấy, thì em nghĩ cái này nó không quá khó đúng không ạ? À. Không biết là anh chị mình có câu hỏi gì không trước khi mình đến tới một cái phần là use case. Để em coi thử cái chat của mình nha. À. Ok, nếu như mà các anh chị mình chưa đến với cái chưa có cái câu hỏi nào hoặc là chưa nghĩ ra thì em tạm thời đến tới cái thằng use case trước ha. Mình có hai cái use case lận. Cũng khá là hay. Ok. Rồi, cái use case đầu tiên á thì em sử dụng thằng ChatGPT để mà mình đánh giá những cái feedback từ khách hàng. Thì cái điểm rất là mạnh như em đã chia sẻ lúc đầu á là thằng ChatGPT nó xử lý ngôn ngữ tự nhiên rất là tốt, tức là nó hiểu được người ta ý người ta đang nói là gì, tức là cái ngôn ngữ tự nhiên rất là tốt. Đó, thì ở đây em sẽ tận dụng cái yếu tố đấy và xử lý những cái feedback từ khách hàng đó, và nó sẽ gồm ba ba bước. Là bước đầu là mình sẽ dùng UiPath hoặc là RPA thu thập những cái comment hoặc những cái feedback từ khách hàng, sau đó là ChatGPT sẽ phân tích và phân loại vào một cái ma trận những cái phòng ban nào nó nhận nhiệm vụ làm đấy, và mình sẽ thông báo cho cái phòng ban đấy là biết cái vấn đề. Nếu như mà những cái feedback hay là những comment của mình đó, nó gọi là nó negative, nó tiêu cực đó. Đấy, còn nếu mà nó tích cực đó, thì mình có thể là có một cái phần thưởng gì đấy cho cái phòng ban mà có được cái đấy. Thôi thì bây giờ mình sẽ vào một cái case thực tế mà ok, em có câu hỏi của anh Kiên Đức Kiên Bùi Đức. À, anh Kiên Bùi Đức có hỏi là có bị limit request không ạ? Thì cái limit này nó có hai kiểu. Thì một là limit về mặt thời gian, tức là em set trong cái trong cái này này. Đấy, thì em chỉ cho cái thời gian của nó là 6 giây thôi. 6 giây thôi. Đấy. Vì thường là thằng ChatGPT nó hay bị quá tải á, nên nó chờ rất là lâu. Đấy. Rất may hôm nay nó không bị trường hợp đấy, nhưng mà nó sẽ chờ rất là lâu. Thì limit là như thế này. Còn thứ hai nữa là nó mỗi lần chỉ xử lý được một cái chỉ xử lý được một request thôi. Em nghĩ là vì vào một
API key á, tức là mỗi cái tài khoản có API key á, nên là nó chỉ xử lý một request thôi. Em chưa thử gửi đồng thốc hai request cùng một cái API key, nhưng mà theo như em theo như em thấy là như nó chỉ xử lý một thôi, vì em làm việc với ChatGPT á, tức là không phải dùng cái thằng này API này mà em dùng ChatGPT thông thường á, thì nếu như em chat cùng lúc hai lần cùng lúc ấy thì nó không không xử lý được, nó bảo là bạn phải tạm dừng, chỉ xử lý một request thôi, nên là em nghĩ là nó cũng sẽ không xử lý được. Đấy. Tức là em dùng cái bản thông thường á, còn cái bản này thì em cái bản API ấy thì em chưa thử, nhưng mà em đoán là nó cũng sẽ tương tự. Đấy. Còn cái limit ở đây là limit về mặt thời gian. Rồi, câu hỏi khá là hay. Ok, thì mình quay lại cái case study của mình. Thì ở đây em có một cái ngân hàng ha, một ngân hàng. Thì ngân hàng là tên là ngân hàng UI Bank. Thì cái phần đây là cái Facebook của cái thằng ngân hàng đấy. Đó. Thì ở đây á, em đưa ra một ví dụ về tiếng Anh, bởi vì cái phần mềm mà GPT-3 này á của mình á, mình chỉ xử lý bằng tiếng Anh được thôi, nó chưa xử lý được bằng tiếng Việt. Đó. Thì ok, thì đây là một cái bài post của thằng ngân hàng đấy. Và ở đây các anh chị cũng thể thấy là ở đây có rất nhiều các comment, khá là nhiều các comment từ rất là nhiều khác nhau, nhiều người khác nhau. Đấy, các người khác nhau. Thì bây giờ á em sẽ đưa vào một cái ma trận kiểu như là một cái contact center đi. Thôi cái ma trận này nó hơi khó hình dung, nhưng mà kiểu như một cái contact center. Thì trong cái contact center này á thì em sẽ chia ra những cái phòng ban khác nhau, và mình sẽ phân loại những cái feedback đấy là theo cái loại như thế nào. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là mấy phòng ban đây, 9 phòng ban chia làm 3 phòng front end và 5 và 6 phòng back end. Đấy. Và feedback mình sẽ chia thành hai loại, ba loại là tích cực, tiêu cực và mình không biết, mình không biết xếp vào đâu hết. Đấy. Thì ở đây thì các anh chị nhớ thêm là nếu anh chị nào chưa biết phòng ban về bank á, thì đơn giản là retail banking là nó bên là bán dịch vụ bán lẻ, dịch vụ mà bán cho những cái khách hàng vay cá nhân á. Corporate banking á, thì cũng tương tự, nhưng mà nó sẽ chủ yếu phục bán buôn cho những cái công ty lớn. Còn investment banking á, thì nó sẽ là những cái đầu tư về phát hành trái phiếu, cổ phiếu ấy, cho khách hàng. Thì đó là mình ba cái phòng ban chính của một cái ngân hàng thường có. Đấy, ba cái sản phẩm, ba cái phòng ban. Ok. Thì bây giờ mình sẽ đưa cái con ChatGPT, nó sẽ đánh giá những cái phòng ban này vào cái đánh giá những cái feedback này, nó sẽ vào những phòng ban nào để mà phòng ban đó xử lý, tức là feedback đó nó sẽ được xử lý bởi phòng ban nào. Thì em sẽ thử chạy thử ha. Ok, thì con bot của mình nó cũng ba phần. Là phần đầu tiên là lấy dùng API để lấy feedback, tiếp theo là mình phân tích cái cảm xúc của cái feedback đấy, và cuối cùng là mình sẽ assign, sẽ giao cho cái phòng ban nào mà chịu trách nhiệm cho cái đấy. Thì em sẽ thử chạy thử ha. Em sẽ tắt cái này đi. Rồi. Ok, thì thằng API nó sẽ lấy từng cái comment trên này, đấy. Đó. Và nó sẽ đánh giá, đấy, ChatGPT nó sẽ đánh giá có thử là phòng ban đấy là negative hay là positive. Đấy, ví dụ như này là negative là thuộc phòng ban HR. Ok. Tiếp theo đây, đấy, đây là cái comment tiếp theo. Rồi, là của bên corporate. Rồi ở đây mình sẽ có một cái tin nhắn rác. Một tin nhắn rác. Thì mình sẽ coi thử nó sẽ xử lý như thế nào với cái tin nhắn rác này. Nó không có ý nghĩa gì cả. Đấy, nó không có ý nghĩa gì cả.
Ok, thì nó sẽ phân vào cái loại không biết và nó cho cái bộ phận marketing xử lý. Tiếp theo là tương tự ha. Mình sẽ phân ra cái đúng cái phòng ban đấy. Đấy, và tương tự. Ok, rồi. Như vậy thì là nó đã quét xong qua cái những cái comment này, những cái feedback này. Comment này ha. Thì mình sẽ cùng nhau coi thử cái kết quả nó như thế nào. Của cái ngân hàng này. Rồi, cái Excel rồi. Tạm thời tắt cái này đi. Rồi, Excel đây. Nó sẽ gửi về một cái contact center. Thì trong thông thường thì các anh chị sẽ quản lý theo những cái ticket đó, giống giống như phòng IT đó, nó sẽ có những cái ticket đó, thì anh chị sẽ quản lý theo kiểu đấy. Đó. Thì đây mình đã thấy được rằng là nó hai cái comment rất là tích cực đến từ bộ phận bán lẻ và bộ phận bán cho doanh nghiệp, khách hàng doanh nghiệp retail và corporate. Đấy. Tuy nhiên thì có những cái feedback nó chưa được tốt đến từ phía bên sản phẩm đầu tư. Đấy, sản phẩm đầu tư đó. Và một vài cái feedback là của bên HR cũng chưa được tốt, thì hai cái này có thể là trigger, nó sẽ trigger một cái ticket hoặc là trigger một cái gì đó tiếp theo để mà cái bộ phận này nó sẽ tiếp tục nó xử lý. Còn cái tin nhắn mà rác không có ý nghĩa thì nó sẽ phân loại ra và nó sẽ giao cho phòng marketing xử lý. À, những cái tin nhắn rác này để mà có thể là chặn spam hoặc là sao đấy, hoặc là có những cái từ mà từ nhạy cảm ấy thì mình có thể chặn trước đi để tránh nó xuất hiện trên cái màn hình này. Đó, tránh xuất hiện trên cái fanpage của cái ngân hàng. Đó, thì như vậy là đây là một cái ứng dụng mà em nghĩ khá là hay để mà một vài các cái ngân hàng hoặc một vài các cái công ty mà muốn biết được cái feedback của khách hàng như thế nào. Đấy, có thể xử lý được. Đó. Đấy. Thì khi mà nó phân ra như thế này rồi á, thì chỉ phòng ban nào xử lý cái đó thôi. Đó. Mình không cần phải có một cái người mà chuyên đi phụ trách rồi đi chia chia ra nữa, thì thằng này nó là làm giúp cái việc đó rồi. Thì không biết là các anh chị mình có ý kiến hay là có cái comment gì với cái use case này không ạ? Em bấm vào cái phần chat. À, anh học cũng có làm tương tự, cũng phân loại phòng ban nhưng mà chuyên để dùng để chuyển tiếp mail. Ok, em cảm ơn anh học cái ứng dụng này của anh cũng rất là hay. Ok, rồi. Nếu như các anh chị chưa có ý kiến gì, chưa có cái comment gì thì chắc là em sẽ đi đến cái use case tiếp theo. Sẽ đến cái use case tiếp theo ha. Rồi. Rồi, use case thứ hai á, thì em sẽ ứng dụng trong cái phần mà nhân sự. Phần nhân sự thì các chị thấy rằng mình là có nhận rất nhiều các cái CV về. Nhận rất nhiều các cái CV về. Thì bây giờ cần bọn thường là sẽ có một bên bạn tuyển dụng ha, bạn tuyển dụng bạn sẽ là ngồi đọc scan CV á, tức là các bạn ngồi sẽ scan CV. Mà scan CV thì đúng nó rất là mất nhiều thời gian. Cái này là em đã từng tiếp xúc với một số các anh chị ở bên những cái phòng nhân sự á, thì cái việc này nó tốn rất là nhiều, tốn nhiều thời gian. Đấy, thì bây giờ mình có thể sử dụng thằng ChatGPT kết hợp với lại là UiPath để mà mình có thể scan cái CV nhanh hơn. Và cái thằng nào nó match với lại cái JD của mình nhất thì mình sẽ tập trung vào đó thôi. Thì cái này nó cũng bắt đầu từ việc là thằng APA UiPath nó sẽ quét cái CV. Đấy. Thì sau đó em sẽ sử dụng OCR. Ở đây thì em sử dụng cái công cụ FB. Nó khá là tốt và khá là mạnh trên thị trường, để mà có thể phân tích ra cái để mà trích xuất ra cái phần trường thông tin mà mình cần.
Ở trong CV nó viết rất là nhiều thứ, nó viết rất là nhiều thứ trên đời. À, nào là cái kinh nghiệm làm việc nè, nào là những cái chứng chỉ nè, mà nhiều thứ nó không liên quan, kiểu như là em đạt giải nhất cuộc thi bơi lội hộ khỏe Phù Đổng chẳng hạn. Đấy. Thì những cái thông tin như vậy thì mình có thể là loại bỏ đi, loại bỏ đi, mình cắt những cái phần thông tin đó ra. Đấy. Hoặc là em đã đi phượt từ Bắc xuống Nam chẳng hạn, đấy, những cái thông tin như vậy thì em sử dụng FB để trích xuất cái trường thông tin là kinh nghiệm làm việc thôi, em chỉ tập trung vào một cái phần kinh nghiệm làm việc thôi, và sau đó là mình sẽ đưa vào ChatGPT để mà mình coi thử nó có thật sự là hợp với lại là cái JD của mình không, và sau đó là mình sẽ đưa ra cái câu câu kết quả. Ok ha, thì mình sẽ cùng thử một cái con bot đấy. Đấy. Thì con bot của em nó cũng cùng ba phần tương tự, là gồm phần mình sẽ lấy cái CV về, dùng API để lấy CD và trích xuất thông tin. Đấy, trích xuất thông tin. Tiếp theo thì dùng ChatGPT để mà mình so sánh và đối chiếu giữa hai cái CV và JD, và cuối cùng là mình sẽ thông báo kết quả lại cho ứng viên, hoặc là thông báo kết quả lại cho team tuyển dụng là mình đã scan qua cái hồ sơ đó như thế nào. Ok, thì bây giờ em đã chuẩn bị hai cái CV có sẵn. Thì đầu tiên là mình sẽ xem qua cái JD trước. Thì cái JD của mình á thì nó sẽ là đây. Đấy. Thì đây là cái công việc, là cái job là API Consultant. Đấy, API Consultant. Thì đây là những cái trường thông tin mà bên bên công ty yêu cầu. Đây là những trường thông tin ha. Đấy, những trường thông tin. Đó, đây là những trường thông tin. Ok, cho cái vị trí mà IPA Consultant. Thì mình sẽ có hai ứng viên, mình sẽ có hai ứng viên. À, thì ứng viên đầu tiên là ứng viên tên là Cristiano Ronaldo. Đấy. Thì anh Ronaldo này apply vào vị trí IPA Consultant. Nhưng mà kinh nghiệm của anh thì chủ yếu là bên kiểm toán là chính. Đa số những cái công việc của anh thì nó liên quan đến việc là anh đi kiểm toán là nhiều. Đấy. Đi kiểm khá là nhiều. Gần như là không có sử dụng robot máy, không có. Đấy. Nhưng mà để coi thử là nó có match được không. Và một cái ứng viên tiếp theo nữa là anh Lionel Messi. Đấy. Thì anh Lionel Messi này á thì anh có cái kinh nghiệm là làm APA. Kinh nghiệm làm APA khá là nhiều. Em thấy là anh làm ở kinh nghiệm làm ở IPA này, và kinh nghiệm làm internship làm BA nữa, internship làm BA nữa. Thì mình sẽ cùng coi thử anh Ronaldo và anh Messi này có match với lại là cái JD này không ha, có match với lại cái JD này không. Ok, thì mình sẽ cùng thử cái con bot đấy. Rồi. Ok, thì mình sẽ rồi, thì đầu tiên là mình sẽ chọn cái JD, cái job mà mình cần. Mình sẽ chọn cái job mà mình cần. Đấy, là cái job này ha. Tiếp theo là mình sẽ chọn cái ứng viên mình muốn so sánh, muốn đối chiếu. Thực ra thì nếu mà mình đã thấy cái mô hình là nó chạy ổn á, thì không nhất thiết phải chọn bằng tay như vậy, hoàn toàn tự động 100% là được. Đấy. Nhưng mà cái đây thì em demo cho các chị thấy, nên là em muốn nó chậm chậm một tí, và đồng thời nó sẽ show kết quả ra những cái trường thông tin. Thì đầu tiên là mình sẽ đến với lại là ứng viên đầu tiên là Ronaldo. Chỉ có những kinh nghiệm về auditor thôi. Thì để xem thử là Ronaldo này nó có hợp với cái vị trí IBA không. Thì thực ra thì auditor nhiều lúc người ta cũng có một vài kỹ năng APA. Ở đây thì em thấy rằng là cái điểm số khá là thấp, chỉ có 5 trên 10 điểm thôi, 5 trên 10 điểm thôi. Và gần và anh này có tiềm năng, tuy nhiên thì anh không có kinh nghiệm về lập trình APA và những cái kinh nghiệm như Python, Java hay SQL thì chưa có. Đấy, thì mình sẽ mình đánh giá là anh này chưa được.
Em nói chưa được. Ok. Và ngay sau khi đấy xong á thì nó sẽ gửi một cái email. Nó sẽ có một cái email gửi về cho phía ứng viên hoặc là gửi về cho team nhân sự trước. Gửi về cho team nhân sự trước để mà team nhân sự có thể là có cái nó hơi lag một tí. Đang chưa xử lý xong. Đây, ok, email đã tới. Rồi, thì như vậy là mình sẽ thấy được rằng là đây là cái câu trả lời sau khi scan CV của ChatGPT. Đấy, và nó cũng đính kèm hai cái JD và CV của Ronaldo vào để bảo rằng là cái người này thật sự là chưa hợp. Chưa hợp với lại cái công việc này lắm. Rồi, tiếp theo là mình sẽ đến với cái đó tiếp theo. Cái người còn lại. Cái người còn lại là Messi ha. Ok, thì đầu tiên mình cũng sẽ chọn cái JD, cái công việc mà mình muốn nói trước. Và tiếp theo em chọn cái CV của đây, đây là CV của nhầm, cái đây là cái job trước, chọn cái job trước. Tiếp theo chọn Messi ha. Em kinh nghiệm hơn thì để coi thử thằng này nó có ra không. Ok. Ok. Điểm của Messi là 8 điểm trên 10 và Messi có rất là nhiều các cái tiêu chí phù hợp với lại cái công việc RPA này, ví dụ như là có kỹ năng lập trình hay là có những cái kiến thức về RPA, SQL ấy, và có đã có kinh nghiệm trong việc sử dụng và cái công cụ RPA. Đó thì em thấy là Messi này là hợp. Như vậy thì mình sẽ đánh gửi lại kết quả cho bên nhân sự rằng là Messi này được 8 điểm trên 10 và khá là hợp. Ok thì bấm sau khi bấm ok xong thì nó sẽ gửi một cái mail. Nó sẽ gửi cái mail cho phía bên nhân sự bảo rằng là Messi là một cái ứng viên hợp cho cái vị trí này. Đấy. Hợp này và đính kèm cái CV của Messi và JD vào. Với những cái lời giải thích tóm tắt lại như trong này, đây là những cái tiêu chí nó hợp. Ok. Thì quay lại cái slide ha. Ok, thì đó là cái case study thứ hai mà em muốn chia sẻ đến với các anh chị trong cái ứng dụng trong cái việc mà tuyển dụng của cái phòng nhân sự. Đó, thì cái việc scan CV này thông thường rất tốn nhiều thời gian. Nếu như mà mình có robot này rồi á thì nó sẽ giúp mình đỡ phải suy nghĩ hơn và nó scan nhanh hơn. Đấy. Thì đây là hai cái case study mà em nghĩ là nó sẽ giảm được nhiều cái thời gian nhất. Ok. Và phần cuối cùng thì là một vài các cái và cái service thêm của thằng OpenAI thì anh chị cũng có thể tham khảo trên cái website của đấy một vài cái service thêm. Và mình có thể build một vài cái app liên kết khác với GitHub, KuperTask, Vibe với lại Duolingo. Đấy, thì mình có thể tận dụng cái thằng GPT-3 này để mà mình tương tác. Thì cái này các anh chị có thể mà tìm hiểu và có thể mình nếu mà có ai có ý tưởng hay thì các anh chị cứ cứ nhắn lên và cứ nói với em ha, thì mình cũng có thể là có một buổi chia sẻ như thế này nữa nếu mà các anh chị có những cái tích hợp nào hay hay những case study nào hay đấy. Thì đó, em rất là cảm ơn các anh chị đã tham gia. Thì mình sẽ có một cái phần quiz nữa, không biết là có đủ thời gian để mình chơi một phần quiz nhỏ không để dành cho ai đó chiến thắng. Ok, mình sẽ đến phần quiz nhé. Thì trước khi đến phần quiz, các anh chị có cái câu hỏi gì không? Anh Thịnh có một câu hỏi mà em nãy chưa kịp chưa kịp trả lời, đó là nó chỉ cần hỏi chính xác, chỉ cần hỏi nó câu hỏi từ các phòng main thì nó nhận diện được từ phòng ban nào luôn, hay phải nghĩ hay phòng ban vì những cái phòng nó hiểu được cái phòng ban này chức năng là gì luôn anh Thịnh, nên là mình không cần định nghĩa, mình chỉ cần gọi tên, tức là mình chỉ cần cho nó biết rằng cái ngân hàng mình có những phòng ban nào thôi,
thì nó hiểu cái chức năng của phòng ban đó luôn và nó sẽ phân loại. Mình không cần phải định nghĩa ra cho nó trước. Anh chị mình có câu hỏi gì không? Nếu mà không có thì mình đến với một cái phần quiz nha. Rồi, chắc là em sẽ đến phần quiz ha. Rồi, em xin phép được tắt cái record và mình sẽ đến với phần quiz. Rồi, ok, mình sẽ